Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau khi bản spoiler anh đi chapter 1039 cũng đã được công bố trước đó, thì hôm nay những thông tin chi tiết của chapter 1039 cũng đã được xuất bản. Và có thể nói đây là một chapter với rất nhiều thông tin vô cùng gây cấn và hấp dẫn liên quan đến trận chiến giữa hai thiên thần tinh là Kid và Lo cầm chân chúa hoàng Big Mom. Còn như thế nào thì không để các bạn đợi thêm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin chi tiết của chapter 1039 vô cùng hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1039 là người bị biến chính, ám chỉ chapter này là sân khấu của hai thiên thần tinh là Kid và Lo. Trong bì màu của chapter 1039 là hình ảnh băng bu rơm đang đi xuyên qua một khu rừng rậm để tìm kiếm những điều phiêu lưu mới. Mở đầu chapter là khung cảnh bầu trời Wano. Momonosuke đang nắm lấy hỏa văn để kéo và di chuyển ra quỷ Onigashima rời khỏi thủ đô Hoa. Mặc dù vậy nhưng việc kéo và di chuyển rất khó khăn, Momonosuke chỉ có thể làm điều đó từng chút một. Đột nhiên Momonosuke nghe được giọng nói của một ai đó nói chuyện với mình. Và trong nhiều lần trước đó, tôi đã nói rằng người đó không ai khác chính là con voi Junisa. Chuyển sang cảnh sẵn sàng cáo chính. Với những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó, tất cả những người đang có mặt ở đó vẫn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Big Mom bị tấn công, trong đó có những tên lính của băng hải tặc Bạch Thú và những thành viên của hai băng hải tặc Kid và Lo. Để rồi sau đó Big Mom tỉnh dậy trong cơn đau đớn và Kid vô cùng phấn khích vì điều đó. Sau đó Lo dùng đom dịch chuyển con bò tót và kim loại của Kid lại và nói những lời giống hệt như đã từng nói với Luffy. Lo nói và khẳng định rằng mình không phải là người hỗ trợ cho Kid, mặc dù đòn tấn công của Kid là vô cùng ấn tượng. Tiếp sau đó là một đoạn trò chuyện khá dài của Kid và Lo. Trong khi cả hai đang tranh cãi thì Big Mom đứng dậy và một điều gì đó xảy ra với cánh tay phải của tứ hoàng Big Mom. Những tên lính của băng hải tặc Bạch Thú thốt lên rằng xương của Big Mom đã gãy. Và chính tứ hoàng Big Mom cũng nhận ra những đòn tấn công xung kích của Lo là vô cùng nguy hiểm. Để rồi sau đó bằng năng lực thức tỉnh trái quỷ Sorcerer của mình, tứ hoàng Big Mom băng linh hồn vào và hồi sinh chúng. Big Mom đã tự chữa lành cánh tay đã gãy của mình. Để rồi sau đó là những tia chớp đen xuất hiện xung quanh tứ hoàng Big Mom. Chứng kiến cảnh đó, Kid và Lo vẫn đang nói chuyện. Lo nói rằng mình sẽ dùng hết số năng lượng của mình để chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng. Một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó Big Mom đã kết hợp ba homie của mình là Prometheus, Napoleon và Hera tạo thành một thanh kiếm phá hủy con bò tót bằng kim loại của Kid. Nhưng đối với Kid, hiện tại nó chỉ là một mảnh kim loại bình thường và vô dụng. Và một lần nữa, tứ hoàng Big Mom đã nói về thế hệ của mình. Những tứ hoàng đã cai trị vùng biển này hàng trăm năm qua và đã có vô số hải tặc trẻ tuổi bỏ mạng dưới đáy biển vì bọn chúng. Những tứ hoàng vô cùng mạnh mẽ. Trong khi Big Mom nói thì Kid nhảy khỏi con bò tót của mình và tấn công Big Mom bằng một chiêu thức mới. Một đòn tấn công mà theo tôi là vô cùng ấn tượng, khiến Big Mom dính vào một tòa tháp đã được Kid ấn định trước đó. Nhưng mà năng lực bá đạo của mình, Big Mom đã tránh được đòn tấn công của Kid. Và Kid không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa. Sức mạnh của Big Mom là vô cùng bá đạo. Để rồi sau đó Big Mom tấn công Kid bằng một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Theo người cung cấp thông tin thì tên của đòn tấn công đó là 3000 thảm họa của mẹ lớn và một trăng đầu hoành tráng. Big Mom sử dụng thanh kiếm hợp nhất trước đó tạo thành một người phụ nữ khổng lồ của lửa và sấm sét tấn công Kid. Trong khi Big Mom cười và nghĩ rằng liệu Kid có sống sót khỏi sau đòn tấn công này hay không, thì bất chợt một mảnh tháp xuất hiện trên đầu Big Mom. Lo dùng năng lực của mình tấn công Big Mom và đè bẹp Big Mom trước khi thuộc hạ của băng hải tặc Bạch Thú chạy khỏi đống đổ nát. Lo nhảy vào người Big Mom và sử dụng cây rom bọc vào thanh kiếm của mình tấn công vào ngực của Big Mom. Big Mom thét lên trong đau đớn. Đòn tấn công của Lo ảnh hưởng đến toàn bộ đảo quỷ Onigashima, có nghĩa thanh kiếm của Lo đã đâm xuyên đảo quỷ Onigashima tới vùng đất của Wano. Quay trở lại với trận chiến, Big Mom phủ một lượng Haki Bá Vương vào cánh tay phải của mình để tấn công Lo, khiến Lo buông bỏ thanh kiếm của mình, nhưng nó hoàn toàn thất bại. Big Mom tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước đòn tấn công này của Lo. Những thành viên của băng tặc hết thì vô cùng lo lắng cho truyền thưởng của mình. Đòn tấn công bằng xung kích của Lo đã tạo thành một vụ nổ lớn tại vùng đất của Wano. Yamato, con gái tứ hoàng Kaido Bạch Thú, nhìn vào lỗ hổng đó và tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra với nó. Nhưng một lần nữa tứ hoàng Big Mom đứng dậy và tấn công Lo bằng người phụ nữ khổng lồ tạo ra lửa và sấm sét. Big Mom đã lệnh cho đám homie của mình làm điều đó. Trong khi đó Lo nói với Kid rằng hãy kết liễu tứ hoàng Big Mom. Và cũng như nhiều lần trước đó, Kid không muốn Lo ra lệnh cho mình. Và đầu phần hay nhất của chapter 1039 cũng xuất hiện, một trang đầu quần trắng nữa và lần này là của Kid. Kid tạo thành một cú pháo khổng lồ bằng kim loại nhằm thẳng vào Big Mom từ trên không. Big Mom nhìn thấy đòn tấn công của Kid và hãy nói rằng: "Nào, hãy đến đây, tao là tứ hoàng và tao cũng sẽ kết liễu mày, Kid." Vừa nói hết câu thì Kid bắn ra một tia laser cực mạnh vào người tứ hoàng Big Mom, khiến tứ hoàng Big Mom rơi xuống đất và phun máu từ trong miệng rất nhiều. Để rồi cuối chapter hình ảnh Lo xuất hiện và nói: "Thời đại của mũ kết thúc rồi, tứ hoàng Big Mom." Và đó cũng là cái cách mà chapter 1039 kết thúc. Trên đây là những thông tin chi tiết đầy đủ của chapter 1039. Tôi hy vọng anh em thích nhận video mới này. Đừng quên like, đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.